Rồi, đầu có video cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng với lại anh Quý xuống cái khu vực ở dưới đây cuốn cái luồng bẫy ở đây 6 cái và đem về trên kia để đặt lại cả nhà. Cái này cũng chuột cũng hiếm rồi. Đây đi với anh Quý nè. Chào cả nhà luôn nha. Hai anh em sẽ thăm hết cái luồng này từ ở qua ngoài đó dồn đó 6 cái nha cả nhà. Có rắn có gì thì Tùng sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem video thứ hai và ủng hộ cho hai anh em. Cho hai anh em xin một đăng ký nha cả nhà. Một like đi để có động lực cho video. Rồi, bây giờ thì Tùng mời quý ông bà cô bác anh chị em xa trải nghiệm theo hai anh em thăm 6 cái bẫy ở cái khu vực ở đây nha. Nói chung ra thì đợt trước thì Tùng đặt 12 cái mà nó chết chuột quá nắng quá cả nhà. Giờ về hết 6 cái rồi. Bây giờ chỉ còn có 6 cái thôi. Cái con gì mới chạy kìa nó chết gì đó mà bò giờ đó. Đó. Lên bờ chui vô lùm chui. Thì nói chung ra thì đặt 6 cái này thì hên xui. Hên thì có rắn cũng khủng để quay cho cả nhà cùng xem, còn không có thì chui luôn. Rồi bây giờ theo chân của hai anh em trải nghiệm nha cả nhà. Mưa dở già mà thấy có lúa ép có phần này. Bự nhỏ cả nhà. Có cái phần vàng, phần này chắc là bự. Nhẹ cả nhà. Hạt nhỏ xíu. Ép phần vàng xong hành nhỏ thôi. Mình xử lý một chuột. Chết queo luôn. Có phần hành. Gà nó đâm. Lúa nó ép như vậy mà được con hành chút xíu luôn cả nhà. Tiếp cả nhà. Ê, con chuột chết ha, chuột ấu vậy ta. Có lúa ép nữa nè. Có lúa ép nữa nè. Rồi con hành. Ấu con chuột. Con hành. Hù quá. Không chậm này đi. Con hành này cũng 3-4 lạng, cả 3 lần mấy 4 lạng chuyến. Ba 4 lạng con hành này. Rồi. Tiếp tục còn 4 cái nữa, hy vọng sẽ có dính cái gì ngon ngon quay cho cả nhà cùng xem. Hàng cũng khủng rồi. Đi trong đây là cực nha cả nhà. Hai anh em luồn trong cái đám bỏ này đây. Đó. Thấy nó ấu con chuột là thấy có hy vọng. Chết chuột rồi. Giờ đi tiếp thôi cả nhà. Ở đây thì Tùng con cái nữa nè. Cái này hổng dính được con hành nhất. Hôm nay thì lại thăm ở đây dính được 2 con rồi. Đến cái điểm dính 2 con rồi nha. Hôm nay lại hít sao đây. Cui. Dở lên nặng nặng là ok cả nhà. Còn nhẹ thôi thua luôn. Ôi nặng nữa rồi cả nhà ơi. Dính một em hành hành ba nữa đầu luôn cái đầu hai lồng hai con này xử lý nó kìa cho nó vô cái này. Đây giờ Tùng xử lý xong rồi Tùng sẽ đi tiếp nha. Tới cái bẫy tiếp theo. Ủa cái bẫy đây ai lấy mất tiêu rồi. Cái bẫy. Ô. Tay chân nào luồn lấy cái bẫy mất tiêu luôn cả nhà. Xong luôn. Hả?
lấy rồi, bơ môi ra lấy rồi. Đi bữa đi vô đây dậm bấy đây nè. Mất hết cái bẫy rồi cả nhà. Mấy anh em đặt bẫy sợ nhất là mấy cái bẫy bị mất nha cả nhà. Mất cái bẫy thì không có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà làm lại thì rất là cực nha. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ đi tiếp thôi. Mất hết một cái bẫy rồi. Này chắc cũng có xương huynh nào. Lụm hết một cái bẫy rồi. Rồi bây giờ còn hai cái nữa, không biết còn hay không đây. Khu vực này chắc hôm mốt Tùng chắc bỏ đùng quá, hôm nay mất hai cái rồi. Rồi bây giờ vô trong đây kiếm cái của anh Quý nè. Kiếm cái của anh Quý trong đây mới là gọi là căng nè. Người đặt người kiếm mới căng nè. Đây 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 đây. Cái của anh Quý đặt đây nè. Ui. Thấy gì không? Có hiểu gì không? Nè đây nè. Anh Quý chắc còn chuột luôn. Đây Tùng coi cái lúa cho nó ăn thì Tùng sẽ đặt lại nha. Vô đây thăm một cái bẫy trong đây, bữa hổm dính được con hành mà nó bị kẹt đầu. Hôm nay sao đây, thấy im du không có nhúc nhích một kìa gì nặng không. Rồi nhập heo, con chuột nó hy sinh luôn rồi cả nhà ơi. Đổ chuột luôn đi, chuột hy sinh đây. Còn được có 4 cái, 5 cái, 7 thôi. Rồi, trời. Vô đây thăm một cái nữa. Cuối cùng ở cái luồng này nha. Lát nó về bên kia thì Tùng sẽ thăm tiếp cái này. Cái cuối này thì gài cũng khá là im đây. Không biết có hay không. Trời ơi, nay không biết chừng ai đi đâu. Đập nhập đép hết giáo rồi. Hôm Tùng đi ngay chỗ này thì đâu có dữ dằn vậy đâu. Cái bẫy thì còn cái này. Rồi nha the. Không dính luôn. Con chuột còn luôn. Chuột còn là ngon rồi cái này. Rồi. Chui vô đây xem cá bẫy lần này coi nè. Cá bẫy đây phải chui nha. Chui vào bò. Ở cái bẫy gì mà con chuột luôn trời. Thấy con chuột lú đầu luôn. Chả có con gì nữa. Ây da. Trời ơi, cái bẫy ngon gì mà không có vắng chạy cả nhà. Còn nguyên xi luôn. Thăm tiếp nữa nha. Cái lồng này hôm bữa dính được con kẹt đầu này cả nha. Hôm nay biết sao đây. Vô mở khui cái con khổng lồ cái. Rồi nha queo. Chuột không tiền hết. Rồi con chuột con luôn. Mình gài lại cái này. Thu điểm ở đây thì Tùng còn cái nè. Cái này không biết sao đây. Đặt cũng được lâu. Mình như thấy con rắn này vậy ta.
chuột không móc luôn rồi, chuột chết luôn rồi cả nhà, chuột chết rồi, chuột chết rồi, trời ơi, chuột chết hay sấy chuột, chuột chết, đổ luôn, đổ cái cây dài đó, đổ thả con mối luôn. Rồi, bây giờ thì thả con rắn mối này luôn cả nhà. Này mới học vô nghề bẫy rắn. Nó hẹp lúa lại. Rồi, thả rắn mối luôn nha. Còn một cái. Còn cái này. Chỉ là đây người ta không có thăm. Nguyên xí luôn. Đã lạnh luôn. Cái bẫy ngay chỗ này không dính hai con hình nhất. Không biết hôm nay nó có chạy nữa hay không cả nhà. Đây không con gà dính hai con hình nhất của chỗ này. À, cái nhà keo rồi cả nhà. Rồi, giờ là hết luôn, cặp của nó. Chuột còn luôn, lúa còn luôn. Điểm này không dính hai hình nhất quá im. Hết bẫy rồi. Cái này nó hết vô rồi. Để chứ sao nha. Còn đây thăm hai cái nữa. Hy vọng hai cái bên đây có dính nha. Rồi, không thấy con chuột luôn. Trời chuột gì mà tha giác. Bít cái lồng. Để cho nó bịt núi luôn cho nha. Rồi, dán mình đeo đây. Đó, yên. Để tụng đặt lại cái này. Đang đi lại thấy cái lồng, thấy dùi nó bu cái này là nguy hiểm lắm nghe nha. Nè. Dùi nè. Quá trời dùi luôn. Dùi vô đây thăm cái bẫy này. Rồi kẹt đầu chết nữa rồi cả nhà ơi. Quá trời. Thiệt mà. Thấy kẹt đầu thì không mơ nha. Để tùng xử lý luôn cả nhà ơi.